B3X8i. Vâng, B3X8i bên em đã tháo kiểm tra từng chiếc và cái lô này thùng vách nó đẹp, phải nói là chỉ rơi mất thùng xốp. Nói một từ nó đẹp rơi thùng xốp. X8i xin nhờ Đức coi nha. Cặp loa lời của Đức B3 Bass 20 giá 3,5 triệu đồng các bác nhá. Giá rất là yêu thương cho các bác. Và với cái sản phẩm này thì anh em vẫn phải mua với giá khoảng 3 triệu 8 là rẻ nhất trên thị trường. Thậm chí các bác phải mua đến 4 triệu, 4 triệu 2. Nhưng với Ngọc Quang Bắc Giang thì luôn luôn một giá tốt nhất cho các bác 3,5 triệu đồng thôi. Và các bác nhanh tay alo cho em. Số lượng rất ít, chỉ có 10 đôi, đúng 10 đôi. Các bác nhanh tay alo cho em nhá. Vâng, anh em đang các bác cũng đã chốt đây. Anh em đang kiểm tra và đóng hai đôi đi nhá. Hai đôi X8i trả đơn các bác. Và tổng em chỉ còn khoảng 8 đôi thôi, có 10 đôi về thì em còn 8 đôi trả đơn các bác. Các bác nhu cầu alo cho em theo hai số máy trên tấm biển màu xanh này. Cảm ơn các bác một lần nữa.